vợ có xinh gái đến mấy, ngon ngọt nước đến mấy, hoặc là chồng có đẹp trai rồi kiếm ra tiền nhiều cỡ mấy, mà người ta quyết tâm người ta bỏ mình, người ta đâm đơn ra tòa, người ta đề nghị ly hôn thì tiếc cái gì? Không phải là của mình, cố mà giữ lại, cố mà níu kéo không ăn thua đâu, được chưa? Trời ơi, tiếc. Đôi khi cuộc sống nó không phải sống với những cái hào nhoáng đó đâu. Các bạn sống với một người mà nhất quyết họ bỏ các bạn, đúng không? Và họ không còn dành cho các bạn những cái điều tốt đẹp nữa. Vợ chồng chỉ trên danh nghĩa thôi. Các bạn cũng cố gắng hết sức để các bạn giữ gìn rồi, họ vẫn quyết định họ đi, cho họ đi, đúng không ạ? Thà yêu lấy một người bình thường để đêm về thì thầm nhớ thương, đúng không? Ai là người muốn gia đình tan rã đâu, ai là người muốn gia đình ly hôn đâu. Nhưng họ bỏ họ đi mà. Bạn cần họ nhưng họ không cần bạn, đúng không? Cái điều bạn muốn họ ở lại nhưng họ lại không chọn. Cưỡng cầu làm gì? Thôi, cho họ đi, tìm hạnh phúc của họ, mình ở lại hạnh phúc của mình. Đừng tội nghiệp mà chạy theo nữa. Đúng không ạ? Suy cho cùng thì thật sự các bạn chứ, yêu thì yêu thật đấy, nhưng một khi mà không cần thì quất, thì đi. Lo thời gian để gìn giữ lại mình, để xây dựng lại mình, để nhìn lại mình, để tạo lên một phiên bản khác, rồi sẽ có người khác phù hợp với các bạn mà thôi nhá.